ngày 4 tháng 11, chi bộ ấp Vĩnh Khánh 1 tổ chức đại hội chi bộ ấp Vĩnh Khánh 1 nhiệm kỳ 2023-2025. Nhiệm kỳ 2020-2023, chi bộ ấp Vĩnh Khánh 1 có 22 đồng chí đang sinh hoạt. Chi bộ ấp thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên nơi cư trú. Đảng viên trong chi bộ thường xuyên tự giác tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, phẩm chất chính trị. Tại đại hội đã thông qua quy chế, các báo cáo tình hình đảng viên về tham dự đại hội, báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết chi bộ ấp nhiệm kỳ 2020-2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2023-2025, báo cáo kiểm điểm của cấp quỹ chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023, báo cáo tổng hợp ý kiến, đóng góp văn kiện đại hội chi bộ. Với tinh thần trách nhiệm khẩn trương, công khai dân chủ, đại hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết, chương trình hành động nhiệm kỳ 2023-2025 và bầu ra cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ mới gồm 5 đồng chí, bầu bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2023-2025. Đồng chí Quỳnh Thanh Hùng được đại hội bầu giữ chức vụ bí thư chi bộ ấp nhiệm kỳ 2023-2025.